Em xin chào tất cả các bác có niềm đam mê bẫy rắn nhé. Ngày hôm nay cơ sở bên em xin giới thiệu tới các bác mẫu lưới chuyên dùng để bẫy rắn. Mẫu lưới này là mẫu lưới chung dành cho các bác đánh các loại rắn từ 3 lạng đến 4 kg đổ lại. Sợi lưới chuẩn, màu lưới được ngụy trang màu cỏ khô, sợi lưới rất mềm. Mắt lưới là 4 phân sợi 3 nhé. Chiều cao của lưới này tầm 60 phân. Lưới này đang có hai khổ là 10m và 20m. Với hai khổ lưới này thì địa hình nào các bác cũng sử dụng được. Lưới bên em dây diềm đã được luồn sẵn rồi. Khi mua về là các bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn phần dưới các bác cứ để trùng sát mặt đất. Đây phần dưới này các bác cứ để trùng sát mặt đất tự nhiên. Và cái ưu điểm của dòng lưới này là sợi lưới rất mềm. Màu lưới thì giống màu cỏ tự nhiên nên có độ ngụy trang rất cao. Vì thế khi con rắn nó vào thì nó sẽ trườn vào rúc. Khi rúc mắt lưới thì nó rúc vào cái mắt lưới như này thì nó sẽ trườn từ mắt nọ sang mắt kia. Thế là sẽ được thôi. Sợi lưới thì rất là mềm mại. Màu thì bên em đã được nhuộm sẵn cho các bác màu cỏ khô. Rất đẹp luôn. Và hiện tại nó có hai khổ là 10m và 20m. Các bác sử dụng ở khu vực nào cũng được. Rất là thuận lợi nhé. Thế một video ngắn em xin dừng ở đây. Các bác nào có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thì theo số điện thoại em để ở góc màn hình video. Bên em có ship hàng toàn quốc. Hàng đến các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.